Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 1 tháng 1 năm 2020 là thời khắc chính thức Việt Nam trở thành Chủ tịch ASEAN 2020. Vừa là Chủ tịch ASEAN 2020, vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam có nhiều cơ hội để thể hiện vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế. Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Bên cạnh các mục tiêu đẩy mạnh quan hệ đối tác ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy liên kết, kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN, Việt Nam cũng đặt ra những ưu tiên thúc đẩy trong trụ cột kinh tế ASEAN. Trong sự vững vàng của ASEAN ngày hôm nay, có những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng đoàn kết và thống nhất, giúp ASEAN vượt qua những thời khắc khó khăn và thử thách. Đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm gia nhập, Việt Nam có nhiều thuận lợi nhưng cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Thúc đẩy ASEAN vươn lên mạnh mẽ, phát triển bền vững sẽ là đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ cho những cái nội dung của cái năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020. Những cái nội dung mà chúng ta đưa ra như là những cái trọng tâm trong cái hợp tác của ASEAN thì vừa đã thể hiện được một cái sự là kế tục kế thừa những cái là nền tảng của hợp tác ASEAN trong những thời gian vừa qua, nhưng đồng thời nó cũng lại thể hiện rõ được một cái tầm vóc mới của ASEAN trong những cái bối cảnh của một cái thế giới đang biến động rất là nhanh chóng. Tất cả những cái điều này cho phép chúng ta là hoàn toàn tin tưởng là năm 2020 sẽ là một năm thực sự rất là có cái thực tiễn và có một cái hoạt động và cũng như là có những cái nội dung hợp tác mà nó có thể nói là mang tính chất là đáp ứng được với những cái yêu cầu và cũng thể hiện được vai trò trung tâm của ASEAN. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, ASEAN đóng vai trò đối tác thương mại quan trọng hàng đầu. Năm 1996, khi Việt Nam mới tham gia khối thương mại tự do ASEAN, AFTA, thương mại hai chiều của Việt Nam với các nước trong khối mới chỉ đạt khoảng gần 6 tỷ đô la Mỹ. Nhưng đến nay, con số này đã tăng tới hơn 10 lần, trên 60 tỷ đô la Mỹ. Đến nay, Việt Nam đã có 16 FTA, trong số đó có rất nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới, bao gồm tất cả các nền kinh tế lớn nhất của thế giới. Có tới 15 trên tổng số 20 nước trong G20, Việt Nam đã ký kết các FTA. Điều đó chứng tỏ năng lực và vị thế, hình ảnh của Việt Nam đã tăng lên rất mạnh mẽ. Chính sự hợp tác của Việt Nam với ASEAN trong tất cả các lĩnh vực, khía cạnh, trong đó lấy kinh tế là trụ cột quan trọng, đã đưa lại vị thế rất quan trọng cho Việt Nam như hiện nay, cả về chính trị, đối ngoại cũng như kinh tế. Việt Nam đã đề xuất một số lượng khá lớn các sáng kiến so với các năm trước đây, thể hiện quyết tâm là thúc đẩy những ưu tiên trong hợp tác ASEAN trong cả năm. Thì về cơ bản là tất cả những cái sáng kiến này đều đã được các nước ASEAN thảo luận và nhất trí thông qua. Trong đó thì quan trọng nhất mà các nước thể hiện cái quan tâm đó chính là việc thúc đẩy thương mại nội khối giữa ASEAN. Trong cái tiến trình chung giữa các nước ASEAN thực hiện cái xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN, thì việc mà tăng cường thương mại và đầu tư giữa các nước trong khu vực là có ý nghĩa then chốt. Và năm nay là cái năm mà chúng ta cần phải đặt những cái tiền đề cho việc rà soát lại toàn bộ những cái ưu tiên trong việc xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN đó. Và chính vì vậy là Việt Nam đã đưa ra cái sáng kiến làm thế nào đưa ra cái định hướng cho rà soát đó để ASEAN tăng cường được thương mại nội khối của mình. Và cái sáng kiến này thì được các nước ASEAN quan tâm nhất, đánh giá cao. Với tư cách là Chủ tịch của ASEAN 2020, năm nay Việt Nam có khoảng 16 đến 17 sáng kiến triển khai trên tất cả những lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ, cùng các FTA sẵn có giữa ASEAN với các đối tác trên thế giới, hiệp định RCEP mà ASEAN dự kiến chuẩn bị ký kết năm nay, hợp tác kinh tế ASEAN năm 2020 chắc chắn mang lại những cục diện mới. Việt Nam đã hai lần làm Chủ tịch ASEAN vào các năm 1998 và 2010. Và trong hai lần này, Việt Nam đã thúc đẩy một số nội dung ưu tiên như thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia Đông Nam Á, phát triển các tổ chức mới và thu hút sự quan tâm của các cường quốc trên thế giới. Với cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, 25 năm Việt Nam là thành viên ASEAN, cũng như đánh dấu nửa chặng đường của tầm nhìn cộng đồng ASEAN đến năm 2025, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Quốc gia Đông Nam Á này đã thiết lập các mối quan hệ sâu rộng với các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia và các nước Liên minh châu Âu, EU. Các đóng góp của Việt Nam
đặc biệt là liên quan đến các ưu tiên trong trụ cột kinh tế của ASEAN trong năm 2020 do Việt Nam đề xuất, đã được các nước đánh giá cao và coi đây là cơ sở để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các nước ASEAN trong lĩnh vực kinh tế. Cũng giống như nhiều khu vực trên thế giới, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong đó đáng chú ý là sự suy giảm tăng trưởng, gián đoạn hoạt động du lịch, đứt gãy các chuỗi cung ứng. Đại dịch COVID-19 đang đặt ra phép thử cao nhất với chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng của nhiệm kỳ Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Thời gian qua, Việt Nam luôn chủ động, nỗ lực để các hoạt động của ASEAN năm 2020 được diễn ra theo đúng kế hoạch. Kết quả của các hội nghị cho thấy Việt Nam đã và đang tích cực thúc đẩy sự gắn kết và chủ động thích ứng để các nước cùng nhau vượt qua đại dịch. Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế biến động không ngừng, chủ nghĩa dân tộc và xu thế bảo hộ gia tăng, thách thức của ASEAN là làm sao giữ vững và củng cố vị thế đầu tàu, khởi xướng và dẫn dắt nhiều cơ chế hợp tác trong khu vực. Việt Nam đã chọn chủ đề ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng cho năm Chủ tịch 2020, với trọng tâm phát huy sức mạnh nội lực của Hiệp hội thông qua sự đoàn kết, liên kết với nhau, trong đó có sự gắn kết về kinh tế, về xây dựng cộng đồng cũng như gắn kết của mỗi quốc gia với cộng đồng trong sự phát triển, lấy con người làm trung tâm. Thông qua vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã thể hiện được khả năng dẫn dắt và điều phối để tất cả các nước thành viên có thể nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức, hướng tới xây dựng cộng đồng bền vững. Để đảm nhiệm và thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ Công Thương xác định phấn đấu đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong ASEAN, tích cực củng cố đoàn kết gắn bó giữa các nước thành viên, nâng cao sức mạnh nội khối cũng như năng lực ứng phó trước những thách thức. Năm định hướng ưu tiên chính sẽ được Việt Nam thúc đẩy thực hiện trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, bao gồm tăng cường thực hiện vai trò và đóng góp của ASEAN vào công cuộc duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, thúc đẩy liên kết, kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN nhằm tạo dựng các giá trị chung của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững với các nước trên thế giới, nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả của ASEAN thể hiện qua cải cách thể chế, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN.